Gửi đu đủ Thái Lan nha mọi người. Ủa đậu que mình ăn sống luôn hả vậy thôi? Lúc dắt chăm chỗ này chua chua sống chua luôn được chưa mấy chú chăm gọi cái nước thanh nước nhiều lắm ừ chăm quá thì chăm hơn đó đang trộn gỏi đang trộn gỏi đó hết chăm luôn. Thơm quá, nghe không? Bốc mùi thơm ra luôn. Bốc mùi thơm ba khía ra nè. Nghe không nè? Dạ. Thơm không? Quá thơm luôn. Nước ngay lòng người. Sắp hết giờ.